Mới đây tại Hà Nội, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, thực trạng và giải pháp. Tại hội thảo, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, thời gian qua các phản ánh khiếu nại liên quan đến tín dụng tiêu dùng gửi đến Cục chiếm hơn 80% tổng số phản ánh, khiếu nại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói chung. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thường được thực hiện dưới dạng các khoản vay để mua tài sản tiêu dùng như xe máy, máy tính, điện thoại, v.v. So với các hồ sơ vay tại ngân hàng, yêu cầu của các công ty cung cấp dịch vụ tín dụng tiêu dùng thông thoáng hơn nên đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả thì rất nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng thuộc lĩnh vực này đang gây nhiều bức xúc cho người dân, nảy sinh nhiều tranh chấp. Các tranh chấp giá trị không cao nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của thị trường tín dụng tiêu dùng. Để khắc phục thực trạng trên, nhiều tham luận tại hội thảo cho rằng xây dựng khuôn khổ pháp lý về cho vay người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về kiến thức cho người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh để tạo sức ép cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm cho người tiêu dùng và minh bạch hóa hoạt động cho vay tiêu dùng.